Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại, với quan điểm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là trên hết, cùng với thực hiện nhanh, đúng, đủ và kịp thời các chính sách do nhà nước ban hành, tỉnh Hưng Yên còn có nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hưng Yên đã tăng hơn 8%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 12.280 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90,3% kế hoạch năm. Thu hút được thêm 7 dự án vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 135 triệu đô la Mỹ. Điều đó cho thấy tỉnh Hưng Yên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Hưng Yên vẫn luôn là địa bàn an toàn cho các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thời gian bùng phát dịch bệnh thì chính quyền địa phương đã có những các chỉ đạo hỗ trợ rất là cụ thể, và căn cứ vào những chỉ đạo đó thì công ty cũng đã thực hiện tốt các cái công tác phòng dịch. Công nhân viên thì đều được sản xuất và ăn ở an toàn tại công ty. Tuy là công ty có 19 F1 nhưng mà tất cả mọi người đều an toàn và khỏe mạnh. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh vây quanh là một bài toán không dễ giải, khi Hưng Yên vẫn có ca bệnh F0 xuất hiện trong cộng đồng. Vấn đề sống còn với doanh nghiệp chính là lưu thông nguyên liệu, hàng hóa mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch đã được tỉnh Hưng Yên giải quyết hài hòa. Mặc dù là đối với lại các tỉnh có vùng dịch, xe từ vùng dịch thực hiện theo chỉ thị 16 về nguyên tắc ở đâu ở đó, nhưng Hưng Yên vẫn áp dụng cho những hàng hóa đi vào địa bàn, nhưng vẫn đảm bảo quy định của tỉnh, tức là các lái xe đều phải có test nhanh âm tính mới được vào hàng hóa. Như vậy là vừa đảm bảo hàng hóa cho doanh nghiệp cung cấp kịp thời, vừa đảm bảo việc phòng chống dịch tốt nhất. Cái khó thứ hai đối với nhiều doanh nghiệp của Hưng Yên là lực lượng lãnh đạo, chuyên gia và lao động tay nghề cao lại cơ bản sống ở Hà Nội. Vậy đối tượng này về Hưng Yên làm việc như thế nào khi Hà Nội thực hiện giãn cách? Bài toán khó đã được Hưng Yên hóa giải. Cấp ủy chính quyền, đặc biệt là ban chỉ đạo, chúng tôi cũng đảm bảo rất chặt chẽ. Ví dụ như một số các huyện giáp với Hà Nội như Văn Lâm, hàng ngày có thể những người từ Hà Nội về khoảng 2.000 đến 3.000, 3.000 công nhân, 3.000 người quản lý, thì rất số lượng rất là lớn. Nếu như mà không cho những người này về Hưng Yên, thì một số các doanh nghiệp ở trên địa bàn Văn Lâm và ở các khu công nghiệp Phố Đa sẽ bị đóng cửa. Do vậy chúng tôi vẫn cho vào bình thường, nhưng phải sự đồng ý của chính quyền địa phương. Và khi vào thì vẫn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của tỉnh. Có nghĩa là tất cả cán bộ quản lý và công nhân lành nghề khi vào địa bàn tỉnh vẫn được xét nghiệm, test nhanh và có giá trị trong vòng 72 giờ. Và những người đấy ưu tiên tiêm vaccine trước để đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất. Nhưng do vậy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Nhờ cái sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên cũng như hỗ trợ của các ban ngành thì hiện tại sản xuất kinh doanh của chúng tôi vẫn phát triển. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi tăng trưởng khoảng gần 20%. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì việc làm cũng như là thu nhập thì cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, tại vì là công ty rất chi là tạo điều kiện. Thu nhập của mỗi một công nhân là 9 triệu một tháng. Thời điểm này chính quyền tỉnh Hưng Yên đang rất quyết liệt trong việc phân cấp phân quyền, gắn trách nhiệm cá nhân cho lãnh đạo các sở ngành địa phương trong việc giải quyết triệt để khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền, đẩy mạnh, đẩy nhanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo hướng trực tuyến và làm tốt công tác an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang tạo động lực để doanh nghiệp vượt khó thực hiện mục tiêu kép trong đại dịch.